Ok, chưa giúp em ạ. Vâng, mỗi ô sẽ tương ứng với một chữ cái và mỗi hàng ngang sẽ tương ứng với một câu đố vui. Và sau khi MC đọc câu đố thì các anh chị hãy nhanh tay điền câu trả lời vào phần khung chat. Và hãy nhớ là anh chị chỉ có 15 giây để trả lời thôi. Thì vui chơi có thưởng nên hy vọng anh chị sẽ hưởng nhiệt tình ạ. Thì không biết là các anh chị đã sẵn sàng tham gia chưa ạ? Có thì cho em xin số 2. Dạ vâng, trò chơi sẽ bắt đầu ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng đi đến với hàng ngang đầu tiên, có 4 chữ cái. Câu hỏi là: tháng 3 kế toán phải nộp gì cho Tổng cục Thuế? 15 giây bắt đầu. Vâng, đã có rất nhiều câu trả lời trong khung chat ạ. Và đáp án của chương trình là... Vâng, chắc chắn không thể sai được rồi ạ. Thì tiếp theo đấy chính là hàng ngang số 2, có 8 chữ cái. Câu hỏi được đưa ra: phân bước là một trong những phương pháp tính. 15 giây, bắt đầu. Vâng, vẫn rất là nhanh ạ. Thì đa phần câu trả lời của các anh chị là giá thành. Thì đáp án của chương trình sẽ là gì đây? Thì mời ban tổ chức ạ. Vâng, chắc chắn là không thể sai được rồi ạ. Đó chính là giá thành. Và đến đây thì chắc chắn là có nhiều anh chị là cũng đoán ra được là ô chữ hàng dọc của chúng ta rồi đúng không ạ? Vâng, đó chính là ô chữ bảo hiểm xã hội, ô chữ liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Và ai trả lời nhanh sẽ nhận được bộ nhiệt và sổ ghi chép đến từ ATC và phần mềm kế toán Sibook. Thì ban tổ chức có thể là xem giúp em là ai là người trả lời nhanh và chính xác nhất được không ạ? Ban tổ chức có thể kiểm tra giúp em được không ạ? Xem anh chị nào là người trả lời nhanh và chính xác nhất ạ? Vâng, thì theo như ban tổ chức cung cấp thì là chị Trần Loan là người trả lời nhanh và chính xác nhất. Thì chúc mừng chị là đã nhận được là bộ bình giữ nhiệt và sổ ghi chép đến từ ATC và phần mềm kế toán Sibook. Thì là chị có thể là để lại số điện thoại trong khung chat để lát nữa là ban tổ chức có thể là liên hệ và gửi phần quà đến cho chị được không ạ? Vâng, cảm ơn các anh chị là đã tham gia mini game rất nhiệt tình. Thì những đóng góp của anh chị là sự động viên rất lớn đối với MC cũng như những người làm chương trình. Thì sau đây em xin được phép thông qua timeline của hội thảo. Phần 1 đó là luật sư Hoàng Tuấn Vũ sẽ chia sẻ và giải đáp những vướng mắc về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Phần 2, chia sẻ của anh Thành về ứng dụng công nghệ vào công tác tài chính kế toán. Phần 3 là tiếp tục phần chia sẻ của anh Vũ về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Phần 4 là mini game. Phần 5 là hỏi đáp. Thì sau phần hỏi đáp thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Và không để anh chị chờ lâu hơn nữa, em xin phép đi vào nội dung chính. Thưa quý anh chị, thì đối với người lao động thì bảo hiểm xã hội có vai trò vô cùng quan trọng về bảo vệ xã hội, cung cấp trợ cấp và tích lũy quyền hưu trí. Thì còn với đối với kế toán thì sẽ có nhiệm vụ quản lý các thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình kế toán và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu, thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội. Chính vì thế và Học viện ATC và phần mềm kế toán Sibook đã phối hợp cùng với luật sư Hoàng Tuấn Vũ để tổ chức chương trình ngày hôm nay. Thì được biết anh Vũ là luật sư thuộc hệ thống luật sư đối tác của luật Việt Nam. Thì với 8 năm kinh nghiệm pháp chế và tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp, bảo hiểm, lao động, tiền lương, hình sự và dân sự, thì anh Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị về các vướng mắc về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động như là thai sản, dưỡng sức, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ hưu và các vướng mắc khác về bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp như là chốt sổ bảo hiểm xã hội, báo tăng, báo giảm. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, em xin phép nhường lại sân khấu cho anh Vũ ngay sau đây. Và sau phần chia sẻ của anh Vũ sẽ là chia sẻ của anh Nguyễn Tiến Thành bên phần mềm kế toán Facebook. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn bạn MC. Tôi là luật sư Hoàng Tuấn Vũ, thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Nay thì tôi xin phép được trình bày cái phần của tôi với mong muốn là hỗ trợ tốt nhất cho quý khán giả trong cái vấn đề về kế toán doanh nghiệp nói chung, hay là vấn đề cụ thể hôm nay là vấn đề về các chế độ bảo hiểm trong doanh nghiệp nói riêng. Tôi xin phép được trình bày cái phần của mình bằng một cái slide. Cái phần trình bày của tôi thì giống như bạn MC vừa giới thiệu sẽ có hai phần lớn. Phần thứ nhất là tôi sẽ khái quát về các chế độ bảo hiểm ở trong doanh nghiệp. Và phần thứ hai sẽ là cái phần dành riêng cho một số cái thủ tục mà phổ biến ở trong doanh nghiệp, cũng như là những cái vấn đề vướng mắc, những cái câu hỏi của quý vị khán giả. Nói đến bảo hiểm trong doanh nghiệp ấy, thì có một số cái khái niệm mà chúng ta có thể đang hơi 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 mập mờ hay nhầm lẫn với nhau ấy. Thứ nhất là như nào là bảo hiểm, như nào là bảo hiểm xã hội và như nào là bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và thứ hai ấy, là cái chế độ nào thì bắt buộc, chế độ nào thì tự nguyện. Thì theo cái thực tiễn hành nghề của tôi ấy, thì nhiều kế toán vẫn còn những cái câu hỏi đơn giản nhưng mà để mà trả lời cũng khá là phức tạp. Ví dụ như là bảo hiểm thì bao gồm những bảo hiểm gì? Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là mọi người hay nói là đóng bảo hiểm. Thế thì đóng bảo hiểm đây là đóng bảo hiểm xã hội, hay ngoài bảo hiểm xã hội thì có những bảo hiểm gì? Hoặc là bảo hiểm xã hội thì bao gồm những cái thành phần gì? Thì nếu mà xét đúng luật đấy thì tôi có thể liệt kê được cái chế độ bảo hiểm ở trong doanh nghiệp ấy là bao gồm 3 chế độ lớn. Thứ nhất là bảo hiểm xã hội bắt buộc, thứ hai là bảo hiểm thất nghiệp, và thứ ba là bảo hiểm y tế. Thì đấy là 3 cái chế độ bảo hiểm chính ở trong doanh nghiệp. Thì trong cái bảo hiểm xã hội bắt buộc ấy thì bao gồm những cái thành phần bảo hiểm xã hội mà khá là quen thuộc với mọi người, đó là ốm đau thai sản, đó là bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đúng không ạ? Đây tôi xin phép. Mọi người có nhìn thấy cái slide không nhỉ? Thấy rồi anh phóng to lên đi anh. Ok. Rồi. Đây, các loại bảo hiểm thì tôi đã phân như này. Ba loại bảo hiểm là bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Thì trong bảo hiểm xã hội bắt buộc ấy, thì như tôi nói là có chế độ ốm đau thai sản, có tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và có chế độ hưu trí. Anh hình như là mình chưa có chuyển được slide. Mọi người chưa nhìn thấy slide à? Mới đang thấy slide một số lưu ý của hội thảo thôi. Ok. Anh bật full màn hình đi xong anh next slide. Ok. Ban tổ chức phải tắt xe đi. Sao mình không quay lại được cái màn hình của chương trình nữa nhỉ? Rồi mình sẽ dừng chia sẻ, mình chia sẻ lại vậy. Anh xem lại sao được. Ok. Rồi, mọi người đã nhìn thấy được chưa? Dạ rồi anh, dạ rồi Rồi em em. cho full màn hình lên này. Đây Full rồi. Rồi mọi người nhìn thấy được rồi đúng rồi ok anh. không? Ok, đấy thì có 3 cái loại bảo hiểm chính trong doanh nghiệp. Thì để mọi người nhận thấy rõ rằng là cái bảo hiểm ấy thì là một cái từ mà chúng ta gọi chung cho các cái loại bảo hiểm ở trong doanh nghiệp nhá. Còn nếu nhắc đến bảo hiểm xã hội thì chỉ có 2 loại bảo hiểm xã hội chính là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi ạ. Còn bảo hiểm thất nghiệp với bảo hiểm y tế không phải là một loại bảo hiểm xã hội. Mọi người nhá. Nó là một cái chế độ độc lập. Bảo hiểm thất nghiệp thì thuộc luật việc làm. Bảo hiểm y tế thì thuộc luật bảo hiểm y tế, còn bảo hiểm xã hội thì thuộc luật bảo hiểm xã hội.
bao gồm 3 cái thành phần cơ bản như vậy với tỷ lệ như trên màn hình. Và cái trách nhiệm đóng bảo hiểm ấy thì chúng ta cũng có thể khái quát được là như này. Hưu trí thì bên công ty, bên doanh nghiệp hay là gọi chung là người sử dụng lao động ấy thì sẽ có trách nhiệm đóng 14% trên cái mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Còn bên người lao động thì sẽ đóng 8%, tức là những người ký hợp đồng lao động với công ty ấy. Còn đối với ốm đau thai sản hay là tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì cái đấy là thuộc hoàn toàn cái trách nhiệm đóng bảo hiểm của bên doanh nghiệp, tức là người sử dụng lao động. Đối với bảo hiểm thất nghiệp thì tỷ lệ của mỗi bên, bên người lao động và bên sử dụng lao động đều là 1%. Và tương tự như vậy thì quý vị có thể thấy, đây là bảo hiểm y tế. Đây là khái quát chung. Còn đi sâu hơn về từng chế độ thì chúng ta có thể thấy được rằng là mỗi một chế độ ấy thì pháp luật đều quy định rất là chi tiết về những cái quyền lợi cũng như là cái điều kiện hưởng. Rồi đầu tiên ấy là cái bảo hiểm hưu trí. Thì hiểu nôm na là đóng bảo hiểm hưu trí thì giúp cho người lao động sau này sẽ được hưởng cái tiền lương hưu. Thì đối tượng tham gia của chế độ bảo hiểm hưu trí ấy thì cũng giống như là những đối tượng chung của bảo hiểm xã hội bắt buộc, đấy là cứ có quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động thì cái list mà những trường hợp bắt buộc phải tham gia chế độ hưu trí nói riêng ấy thì được quy định trong điều 2 luật bảo hiểm xã hội. Ở đây có một cái câu hỏi mà quá trình hành nghề tôi nhận được rất là nhiều, đấy là vậy như thế nào là quan hệ lao động, hoặc là đang trong thời gian thử việc thì có phải đóng các chế độ bảo hiểm hay không? Thì câu hỏi này thì chắc là tôi cứ nêu ra đây, và tí nữa ở phần hỏi đáp ấy thì nếu mà tôi quên thì nhờ ban tổ chức hoặc là quý vị khán giả nhắc hộ tôi. Đây là một cái vấn đề mà thực tiễn hành nghề thì tôi thấy rất là nhiều, và nó là một vấn đề cũng không hề đơn giản đâu ạ. Có những vụ kiện liên quan đấy ạ. Cái chế độ hưu trí thì điều kiện hưởng ấy thì bây giờ đang có 2 điều kiện chính. Thứ nhất là đủ tuổi và thứ hai là đủ số năm đóng bảo hiểm. Đủ tuổi thì bây giờ nhà nước quy định rồi, cái tuổi nghỉ hưu thì như năm nay là đang trong cái lộ trình là tăng. Chúng ta sẽ tăng mỗi năm như vậy đối với nam với nữ là 3 tháng, 4 tháng. Đúng không ạ? Khi nào mà đạt đến cái mắc cái mức tối đa ấy là 60, 62 đối với nữ và đối với nam ấy thì chúng ta sẽ dừng lại ở đấy. Ví dụ như là năm 2021 thì đang tăng ở năm đầu tiên. Đối với nam thì là tăng 3 tháng đúng không ạ? Đối với nữ thì là tăng 4 tháng. Thì cứ tăng tăng như vậy. Thì bây giờ như năm nay là năm 2023 thì đang đối với nam là bao nhiêu nhỉ? 9 tháng à? Nam là 60 tuổi 9 tháng đúng không ạ? Nữ là 3, 4, 12 à? Là 56 tuổi 3 tháng phải không ạ? Đấy thì chúng ta, đấy là độ tuổi là phải đạt được cái tuổi đấy trong điều kiện nói chung nhé. Còn tất nhiên có những cái trường hợp mà có thể nghỉ hưu trước tuổi hay là nghỉ hưu theo cái dạng là tinh giản biên chế thì cái đấy thì là cái điều kiện, cái trường hợp đặc thù rồi. Thứ hai là cái thời gian mà chúng ta phải tham gia bảo hiểm thì pháp luật hiện nay đang quy định là tối thiểu là 20 năm. Cứ đủ 20 năm tham gia bảo hiểm thì là sẽ đủ điều kiện về cái số năm để có thể được xem xét hưởng lương hưu. Cái câu chuyện đủ 20 năm này ấy, thì tôi nhận được khá là nhiều câu hỏi liên quan đến câu chuyện là thế tôi lại nghe mang máng là 15 năm là đã được bắt đầu tính rồi cơ mà. Tuy nhiên không phải quý vị nhé. Cái 15 năm ấy là cái mốc mốc bắt đầu dùng làm căn cứ để tính cái tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu đối với nữ. Được chưa ạ? Thì cứ 15 năm là chúng ta sẽ được công nhận là 45%. Sau đấy cứ mỗi năm tăng lên tăng lên tăng lên thì sẽ được cộng thêm 2% cái mức lương hưu mà chúng ta được hưởng lương hưu ấy. Thì đối với nữ 15 cộng với 15 là bao nhiêu ạ? Là 30 năm đúng không? Mức lương hưu tối đa thì là 75%. Thì 45 đến 75 chính là 30. 30% ấy thì 30% chia cho 2 là 15 năm thì cứ 15 năm được 45% thì 15 năm nữa tức là 30 năm là sẽ được mắc cái tỷ lệ lương hưu. Đóng nhiều đi chăng nữa thì cũng không được hưởng lương hưu cao hơn 75% của mức lương đóng đâu. Ví dụ 10 triệu thì ai mà đóng nhiều nhất, lâu nhất thì cũng chỉ được 7 triệu rưỡi tiền lương hưu thôi. Đấy, đối với nữ là như thế. Còn đối với nam thì sẽ áp dụng từ cái mốc là 20 năm thì mới được 45%.
thì muốn được 75 thì phải cộng thêm 30% nữa. 30% thì mỗi một năm chỉ được 20 à, chỉ được 2% thôi. Thì chúng ta cần 15 năm. Đấy, thì đấy là cái điều kiện để hưởng. Và cái mức hưởng cũng như vậy. Mức hưởng thì tôi vừa có nói trong cái phần điều kiện hưởng rồi. Mức hưởng cứ nhân với lại cái lương hưu thôi, tỷ lệ nhân lương hưu thì ra mức hưởng. Còn tất nhiên là cái mức này ấy thì chúng ta cũng phải lưu ý này. Nhiều khi ấy là chúng ta đóng rất là nhiều năm. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu đóng nhiều năm như vậy thì cái phần mà vượt quá 35 năm đối với nam hay là 30 năm đối với nữ ấy, thì xử lý như nào đúng không ạ? Cái này pháp luật cũng đã quy định rồi, đóng nhiều quá thì sẽ được hoàn lại cái phần vượt quá đấy. Ban tổ chức cho tôi hỏi một chút là cái phần hiển thị danh sách khán giả ở bên phải màn hình ấy, làm sao tắt đi được nhỉ? Nó cứ che cái slide. Anh đợi chút, đợi em chút. Em cứ nói đi xong em vào em xem. Có cái nút mũi tên xuống anh, có cái close ấy. Tên xuống chỉ kéo được cái list thôi. Có mũi tên lỗi đấy. Để chuột Đây để đây em đây đây. bận thì em Ok, chỉnh được cho. rồi, được rồi, được rồi. Ok, mình cảm ơn, được rồi. Rồi. Đấy là chế độ hưu trí. Thì thực ra thì về mặt lý thuyết thì tôi nghĩ là nhiều anh chị, nhiều quý vị ở đây cũng đã nắm rất là rõ rồi. Còn cái lý thuyết này ở trong thực tế ấy, thì sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề. Thì chắc là tí nữa cái phần hỏi đáp, phần giao lưu chúng ta sẽ giải đáp chi tiết hơn, chứ còn cái lý thuyết này này thì tôi cũng chỉ đi sơ qua vậy thôi nhé. Thứ hai là chế độ tử tuất. Tại sao lại tôi là liệt kê hưu trí với tử tuất nó đi liền với nhau ạ? Thật ra là đây đều là hai chế độ mà mình có thể hiểu nôm na ấy, là phần sau của cuộc đời mình mới được hưởng, hoặc là mình hưởng, hoặc là người thân của mình hưởng, đúng không ạ? Thì qua quá trình lao động thì chúng ta về hưu, chúng ta không đi làm nữa thì chúng ta hưởng hưu trí. Còn nếu trong quá trình lao động hoặc là sau này hết quá trình lao động mà chẳng may mà người lao động mà mất, thì lúc đấy sẽ phát sinh chế độ tử tuất để cho người thân, thân nhân của người lao động được hưởng. Thì tương tự với chế độ hưu trí thì chế độ tử tuất cũng có đối tượng tham gia là cứ ai mà có quan hệ lao động, có ký hợp đồng lao động theo quy định tại điều 2 thì chúng ta sẽ phải tham gia cái chế độ tử tuất này với các cái tỷ lệ giống như vừa nãy tôi đã trình bày. Cái điều điều kiện hưởng ấy thì cái chế độ tử tuất sẽ có hai chế độ chính. Thứ nhất là chế độ trợ cấp mai táng. Thứ hai là chế độ trợ cấp tử tuất. Thì trong trợ cấp tử tuất thì lại cũng có hai phần nữa là tử tuất một lần, tức là nhận một lần hết chế độ, và tử tuất hàng tháng, tức là tháng nào cũng được nhận cho đến khi nào mà hết cái điều kiện để nhận, đúng không ạ? Thì cái trợ cấp mai táng ấy, thì cái điều kiện để hưởng trợ cấp mai táng thì quý vị có thể thấy đấy là cái người lao động mà trước khi mất đấy, người ta phải đóng bảo hiểm xã hội, hoặc nếu mà không đang đóng thì phải đang được bảo lưu cái thời gian đóng đấy, mà phải từ đủ 12 tháng trở lên cơ. Có nghĩa là ví dụ như một người lao động mà chúng ta mới tham gia cái hợp đồng lao động, mới tham gia bảo hiểm thôi, được khoảng 11 tháng, tóm lại là dưới 12 tháng, thì khi mà người đấy mất thì người thân cũng không được nhận cái chế độ tử tuất này. Hoặc một trường hợp nữa là nhận bảo hiểm sau một lần, đúng không ạ? Thì nếu mà rút một lần hết hết sạch rồi thì chắc chắn là sẽ không có chế độ trợ cấp mai táng nữa. Hoặc là rút nhưng mà không còn đủ 12 tháng, được bảo lưu khoảng mấy tháng đấy, thì cũng sẽ không được hưởng cái trợ cấp mai táng này, thân nhân cũng không được hưởng. Đó, điều kiện thứ nhất là thế. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai ấy, là có thể là người đấy là mất trong cái quá trình điều trị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đấy, hoặc là bị tai nạn thì mất luôn. Thứ ba nữa là đang hưởng lương hưu hoặc là trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng và đã nghỉ việc, đúng không ạ? Thì đấy là những cái điều kiện để hưởng cái chế độ trợ cấp mai táng, là một phần của chế độ trợ cấp tử tuất nhé. Còn đối với lại chế độ chính trong cái câu chuyện chế độ tử tuất ấy, thì đó là trợ cấp tuất. Trợ cấp tuất thì có hai loại trợ cấp. Thứ nhất là hàng tháng và thứ hai là một lần. Thì chúng ta có thể hiểu rằng ấy, cái hàng tháng ấy là tháng nào cũng được nhận, và chắc chắn cái này
thì là nhiều người có mong muốn nhận hơn là cái tuất một lần bởi hai lý do. Thứ nhất là nhiều người quan điểm rằng cái tuất một lần thì nhận về một cục xong là cũng tiêu hết đi. Nếu mà không có cái câu chuyện là kinh doanh hay là làm như nào đấy để cho có sinh lời ấy, thì tiêu là hết. Thứ hai nữa là cái tuất một lần ấy thì có vẻ như mặt bằng chung là cái tổng số tiền ấy sẽ được ít hơn là tuất hàng tháng. Ví dụ nhá, có con 1-2 tuổi thì được nhận 18 năm, 18 nhân nhân với lại 12 tháng đúng không ạ? Thì nó chắc chắn là nhiều hơn cái công thức mà tính trợ cấp tuất một lần. Bởi vì công thức tính trợ cấp tuất một lần ấy thì nó na ná với lại tính bảo hiểm xã hội thôi. Thì cứ mỗi năm như vậy chỉ được khoảng khoảng 2 tháng hoặc là 1,5 tháng thì nhân với hệ số trợ giá nữa đúng không ạ? Hoặc là nếu mà đang hưởng lương hưu thì còn được ít hơn nữa cơ. Đấy, thế nên trợ cấp tuất hàng tháng ấy, nếu quý vị để ý thì cái điều kiện để mà hưởng ấy còn nó khó khăn hơn khá là nhiều so với trợ cấp tuất một lần. Đấy, đầu tiên ấy là cái thân nhân của cái người lao động mà đang đóng cái bảo hiểm này ấy phải đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng, và cái người lao động thì thuộc một trong các cái trường hợp được quy định theo quy định của pháp luật đấy. Có nghĩa là phải hai phía đều đáp ứng được, phía thân nhân và phía người lao động. Thân nhân thì đáp ứng cái điều kiện vừa nãy tôi nói về trợ cấp mai táng ấy. Đúng không ạ? Còn người lao động thì phải thứ nhất đóng bảo hiểm đủ 15 năm trở lên và chưa từng làm cái thủ tục để hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhá. Còn nếu đã từng làm thì bây giờ mình sẽ không được hưởng cái trợ cấp tuất hàng tháng nữa. Mà lúc đấy có chăng thì được trợ cấp tuất một lần và trợ cấp mai táng thôi. Thứ hai là đang hưởng lương hưu. Và thứ ba là tất nhiên là phải mất do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Rồi thứ tư là đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hàng tháng mà cái mức suy giảm từ 61% trở lên. Thì cứ rơi vào một trong bốn cái này thì mới được. Còn nếu mà không thuộc một trong bốn cái này thì chắc chắn là sẽ không được trợ cấp tuất hàng tháng đâu ạ. Còn trợ cấp tuất một lần thì như vừa nãy tôi phân tích ấy, đây là một cái chế độ mà có vẻ như là mặt bằng chung ấy thì cái quyền lợi nó sẽ thấp hơn, cho nên điều kiện cũng sẽ dễ hơn. Điều kiện thì một là tôi không thích trợ cấp tuất hàng tháng, đúng không ạ? Thì tôi nhận một lần để tôi về kinh doanh một cục tiền lớn thì tôi có thể là có nhiều kế hoạch hơn. Hai là không đủ điều kiện, một là đủ điều kiện mà không muốn, hai là không đủ điều kiện, đúng không ạ? Và ba là đủ điều kiện thì nhưng mà tôi vẫn có nguyện vọng là hưởng cái này. Và thứ tư tất nhiên rồi, đấy là không thuộc trường hợp hưởng hàng tháng khi mà không có bất kỳ một cái thân nhân nào cả. Thì nếu mà không có thân nhân thì xử lý theo pháp luật về thừa kế. Thân nhân ở đây thì nhiều như vừa nãy tôi có nói qua ấy, đấy là ví dụ như con hay là bố mẹ gì đấy mà phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, về cái thu nhập các thứ. Và thông thường những cái người đấy ấy, thì là mình hiểu đấy là những người yếu thế. Ít tuổi thì cũng không có thu nhập, nhiều tuổi thì thu nhập quá thấp, không đảm bảo được cuộc sống, cho nên nhà nước sẽ chi trả cái đấy hàng tháng để nhằm là tháng nào cũng có cái trợ cấp đấy thì sẽ đảm bảo cuộc sống của họ hơn. Rồi. Cái mức hưởng của trợ cấp từ tuất thì cũng chia làm hai chế độ chính. Đối với trợ cấp mai táng thì là 10 lần lương cơ sở hiện nay thì là 1.800 đúng không ạ? Lưu ý là cái lương này tính tại cái thời điểm mà người lao động mất nhé. Ví dụ như là mất mà lúc đấy lương cơ sở đang là 1.490 thì lúc đấy chỉ được 14.900 thôi ạ. Còn nếu mà mất lúc lương cơ sở đã lên 1.800 rồi thì lương cơ sở lúc đấy sẽ là 18 triệu đúng không ạ? Cái trợ cấp tuất hàng tháng thì người ta cũng chia làm hai trường hợp chính. Một là cái ông thân nhân, cái bà thân nhân đấy có người nuôi dưỡng thì sẽ được 50% mức lương cơ sở cho mỗi tháng. Tức là sẽ được khoảng 900.000 một tháng. Còn nếu mà một thân nhân đấy mà không có người nuôi dưỡng thì sẽ có mức hưởng là 70% mức lương cơ sở ạ. Lưu ý nhé, là một người lao động mất đấy thì tối đa chỉ được 4 thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thôi. Còn nếu mà hai người lao động thì thân nhân được hưởng hai lần mức trợ cấp lên. Ví dụ như là cả bố và mẹ đều mất, giống như cái là vụ cháy ở Khương Hạ chẳng hạn đúng không?
thì những người con mà có cả bố cả mẹ mất đấy thì được 2 lần như thế đấy. Còn một người bố hoặc là một người mẹ mất đấy, thì cũng chỉ được tối đa là 4 thân nhân. Ví dụ bố mất thì có thể mẹ với 3 con, hay là mẹ với 1 con, rồi những người ông bà khác chẳng hạn. Còn cái thời điểm hưởng trợ cấp ấy, thì tính từ cái tháng liền kề sau cái tháng mà người lao động mất. Còn có một cái trường hợp mà cũng khá đặc biệt nữa, đấy là khi mà bố mất mà mẹ đang mang thai đúng không? Thì cái người con ở trong bụng mẹ thì cũng thuộc đối tượng được coi là thân nhân và phải được hưởng cái trợ cấp này. Thì cái thời điểm hưởng trợ cấp đấy tính từ cái tháng mà con được sinh ra. Còn tháng mà đang trong bụng mẹ thì chưa được tính ạ. Còn đối với trợ cấp tuất một lần, nếu mà quý vị nhìn qua thì có thể thấy cái công thức này thì nó chính là công thức của bảo hiểm xã hội một lần. Đúng không ạ? Những năm mà trước 2014 thì cứ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, còn từ 2014 trở đi thì được 2 tháng. Cái tháng mức bình quân tiền lương này không phải là mức trung bình tiền lương, mà mức bình quân tiền lương này chính là bằng mức lương nhân với số tháng, rồi nhân với lại hệ số trượt giá của từng năm, và sau đấy thì chia trung bình thì ra được cái số bình quân đấy. Bình quân không phải trung bình ạ. Đấy, bình quân thì có 3 cái thành tố đấy cấu thành nên đấy. Thì cái hệ số trượt giá chính là một cái mà nó giúp lấy lại cái giá trị của cái đồng tiền, mình có hiểu nôm na thế. Bởi vì những cái năm mà càng về xưa ấy, thì cái hệ số trượt giá càng cao, 3, 4, thậm chí là 5. Còn những cái hệ số trượt giá ví dụ của năm 2023 thì chắc chắn là bằng 1 rồi. Bởi vì tiền lương của mình được đóng ấy, cũng là cao hơn đúng không ạ? Còn đối với lại một cái người mà đang hưởng lương hưu chẳng hạn, thì cái mức trợ cấp tuất một lần của người này sẽ không quá cái công thức này. Đang hưởng lương hưu thì cứ nhân thôi, lấy 48 nhân với lương hưu trừ cho 0,5 nhân số tháng đã hưởng trừ 2 nhân lương hưu. Công thức khá là phức tạp đúng không ạ? Nhưng mình cứ hiểu nôm na đây là nhà nước đang khống chế. Đã hưởng lương hưu, đang hưởng rồi thì tức là đã từng được nhận chế độ hưu trí rồi, thì cái mức trợ cấp tuất một lần này nó sẽ phải giảm đi. Đấy, thì tại sao có các con số này ấy, thì tí nữa nếu mà có thời gian thì tôi sẽ phân tích kỹ hơn. Đây là một cái vấn đề nó khá là phức tạp. Và nếu mà làm kế toán lâu thì chắc là các vị cũng đã hiểu tại sao lại có cái con số này rồi. Xin hỏi ban tổ chức là cái phần 1 tôi sẽ được đến mấy giờ ấy nhỉ? Hình như là 1 tiếng đúng không ạ? 1 tiếng mà chúng ta bắt đầu từ 8:30 đến 8:30, còn 30 anh. phút thôi à? Dạ vâng. Ok, thế thì tôi sẽ trình bày nhanh hơn một chút. Rồi, tiếp theo là về cái chế độ ốm đau ạ. Chế độ ốm đau ấy thì đối tượng tham gia thì khác với những cái chế độ trước mà tôi vừa trình bày. Đối tượng tham gia thì là người sử dụng lao động phải tham gia. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì khi mà làm việc cho người sử dụng lao động ấy thì đúng là người sử dụng lao động là đang quản lý, và cái người lao động đấy đang làm dưới cái môi trường và tại cái nơi mà người sử dụng lao động đang kinh doanh. Cho nên là người sử dụng lao động sẽ phải có trách nhiệm là tham gia cái bảo hiểm này, để mà khi mà người lao động mà ốm đau ấy thì phải có trách nhiệm với họ. Giống như câu chuyện là nhân đạo, là câu chuyện là vì cái tình đúng không ạ? Thì cái điều kiện hưởng ấy đối với chế độ ốm đau ấy thì có 2 cái trường hợp. Thứ nhất là phải bị ốm đau hoặc bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động. Thật ra thì cái từ không phải này ấy nó cũng không phải là một cái gì bất lợi đâu nhá. Nếu mà là tai nạn lao động ấy, thì chúng ta sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động, lại còn chế độ điều kiện, chế độ quyền lợi còn cao hơn nữa, đúng không ạ? Còn trường hợp thứ hai là chúng ta nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau thì chúng ta cũng sẽ được hưởng cái chế độ ốm đau này ạ. Cái mức hưởng thì có 2 cái giai đoạn chính, hoặc là chúng ta có thể hiểu là có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất
là 180 ngày ốm đau đầu trên một năm ấy, thì mức hưởng là 75% nhân mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 75% này là nhất mức tiền lương nhé. Có một cái vấn đề nữa tôi thấy cũng khá là hay, chắc là tôi không dành cho cái phần sau nữa, tôi nói luôn, kẻo là về sau tôi lại quên. Như thế nào là mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội? Còn chưa nói cái tháng liền kề nhé, liền kề thì dễ. Nhiều doanh nghiệp và nhiều kế toán đã từng hỏi tôi, hỏi một cách thật lòng, là công ty em có hai kiểu tiền lương. Một là tiền lương thực trả, và hai là tiền lương mà kê khai bảo hiểm xã hội. Vậy tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương kê khai bảo hiểm xã hội phải không? Thì tôi trả lời luôn là đúng. Nhưng mà cũng lưu ý là nếu mà làm hai chế độ đấy là sai đấy. Bởi vì theo quy định của pháp luật nhé, cái tiền lương đóng bảo hiểm xã hội chính là tiền lương mà hai bên thỏa thuận trên hợp đồng lao động. Và tiền lương mà hai bên thỏa thuận trên hợp đồng lao động chính là tiền lương hai bên đàm phán với nhau trên cơ sở là không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Vậy ở đây có ba cái định nghĩa mà mọi người hay bắc cầu một cách không đúng. Định nghĩa thứ nhất là tiền lương đóng bảo hiểm, thứ hai là tiền lương trên hợp đồng, và thứ ba là tiền lương tối thiểu vùng. Thì có một cái quy định là tiền lương trên hợp đồng không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng. Có một cái định nghĩa nữa, một cái quy định nữa, đấy là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội không được thấp hơn tiền lương trên hợp đồng. Vậy là nhiều quý vị sẽ bắc cầu, à, lương bảo hiểm bằng lương hợp đồng không thấp hơn lương tối thiểu vùng, vậy suy ra lương bảo hiểm là lương tối thiểu vùng. Cái đấy chắc chắn là sai nhé. Cái tiền lương bảo hiểm ấy, người ta chỉ nói là căn cứ vào tiền lương trên hợp đồng, và tiền lương trên hợp đồng người ta cũng chỉ nói là không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, không được nhé. Còn cái tiền lương trên hợp đồng thì có một cái điều kiện nữa, đấy là nó là do sự thỏa thuận của hai bên. Có nghĩa là lương hợp đồng thì do thỏa thuận hai bên, nhưng cái thỏa thuận đấy không được thấp hơn cái lương tối thiểu vùng, chứ không phải là bằng lương tối thiểu vùng. Vậy thì hai bên thỏa thuận lương bao nhiêu? 4 triệu rưỡi hay 10 triệu, đúng không ạ? Thì phải ghi vào hợp đồng từng đấy, chứ không được ghi hợp đồng chính bằng mức lương tối thiểu vùng. Đấy là cái lưu ý mà nhiều doanh nghiệp người ta vô tình nhá. Vô tình sai đấy, chứ cũng không phải là cố tình lách luật hay là trốn thuế hay là gì đâu. Nhiều trường hợp giờ khóc giờ cười từ cái quan điểm đấy, và đã xảy ra tranh chấp với người lao động đấy ạ. Thậm chí mấy năm sau người lao động quay lại kiện thì lại cái số tiền nó lại còn được cao hơn nữa. Rồi, thứ hai là nếu mà đã hết 180 ngày mà cái tình trạng ốm đau vẫn chưa thuyên giảm ấy, mà vẫn phải tiếp tục điều trị, thì lúc đấy cái mức hưởng nó sẽ giảm dần. Đấy, tùy vào từng cái trường hợp khác nhau. Một là 65% nếu mà cái người lao động đấy đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm rồi. 30 năm thì cũng là một con số lớn đấy. Thứ hai là 55% nếu mà cái mốc đóng bảo hiểm xã hội là mới chỉ đủ 15 năm đến dưới 30 năm thôi. Và thứ ba là 50% nếu mà chưa đóng được 15 năm, từ 1 năm cho đến 14 năm, 11 tháng thì gì đấy, thì chỉ được 50% cho quãng thời gian về sau thôi ạ. Đấy. Ở đây thì có một cái vấn đề phát sinh khá hay nữa là thế 1 năm thì có 365 ngày. Nếu mà cả 365 ngày người này đều ốm thì sao ạ? Chả nhẽ lại cứ phải được hưởng như vậy ạ. Thì cái này quý vị lưu ý nhé, không phải hẳn như vậy đâu mà người sử dụng lao động ấy. Nếu mà không nghĩ đến cái câu chuyện tình ấy, mà nói về lý ấy, thì Bộ Luật Lao động đã quy định nhé. Nếu mà người lao động đã nghỉ quá nhiều do ốm đau thì người sử dụng lao động cũng có quyền chấm dứt hợp đồng lao động đấy. Và cái đấy cũng không sai luật đâu ạ. Tiếp nữa là về chế độ thai sản ạ. Chế độ thai sản thì có hai đối tượng đều được hưởng, đấy là nam và nữ đúng không? Ngày xưa thì thời mà tôi chưa học luật thì cứ nghe thai sản là tôi nghĩ phải nữ mới được hưởng cơ, chứ nam có sinh đẻ gì đâu đúng không? Thật ra là thai sản cả nam cả nữ đều có đấy ạ. Nhưng mà tất nhiên là nam thì cái chế độ quyền lợi sẽ thấp hơn nữ. Đầu tiên là về nữ nhé. Nữ thì chúng ta hiểu rằng là cái việc mà thời gian dành cho việc sinh con ấy nhiều hơn và bị hao tổn sức khỏe nhiều hơn thì tất nhiên là chế độ phải nhiều hơn. Còn nam thì hai cái đấy nó ít, đúng không ạ? Thế nên là quyền lợi chế độ cũng ít hơn.
các trường hợp mà hưởng chế độ thai sản ấy, các đối tượng hưởng ấy, thì có một là nữ sinh con, hai là mang thai, ba là mang thai hộ, bốn là nhận nuôi con nuôi mà dưới 6 tháng tuổi, và năm là thực hiện các cái biện pháp để mà kế hoạch hóa gia đình ấy, tức là tránh thai hay triệu sản gì đấy. Rồi sáu là như tôi vừa nói là lao động nam đang đóng bảo hiểm mà có vợ sinh con. Cái điều kiện để hưởng nhá, điều kiện để hưởng đối với nữ ấy, thì nếu mà sinh con hoặc nuôi con dưới 6 tháng tuổi hoặc mang thai hộ thì phải đóng được đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh hoặc trước khi nhận con nuôi đấy. Cái công thức này, cái điều kiện này nghe thì có vẻ cũng khá đơn giản, nhưng mà tôi cũng gặp rất nhiều câu hỏi là xác định như nào là 12 tháng trước khi sinh và như nào là đủ 6 tháng. 6 tháng đấy lấy từ đâu? 6 tháng có cần phải liên tục hay không? Thì cái này luật quy định rồi. 12 tháng trước khi sinh ấy, thì có hai trường hợp để xác định 12 tháng. Trường hợp thứ nhất là cái tháng sinh đấy không đóng bảo hiểm xã hội, hoặc là tháng sinh đấy là đã sinh vào đầu tháng chẳng hạn. Thì nếu như vậy cái tháng sinh đấy sẽ không được tính vào cái mốc 12 tháng trước khi sinh. Ví dụ nha, hôm nay là tháng 9 à, mai là tháng 10 đúng không? Ví dụ người lao động nữ sinh con trước ngày 15 của tháng 10 hoặc là tháng 10, chúng ta sẽ không đóng bảo hiểm nữa. Thế thì 12 tháng trước khi sinh sẽ tính từ tháng 10 năm ngoái cho đến tháng 9 của năm nay thôi. Còn nếu sinh mà đoạn cuối của tháng 10, đúng không ạ? Hoặc là tháng 10 chắc chắn vẫn đóng bảo hiểm, thì lúc đấy 12 tháng trước khi sinh sẽ tính cả tháng 10 này, tức từ tháng 9 năm ngoái, à, từ tháng tháng 9 tháng 10 năm nay giật lùi về sau 10 12 tháng. Đúng không ạ? Thì tức là chúng ta sẽ có cái sự phân biệt giữa hai cái thời gian sinh hay là thời gian đóng bảo hiểm như vậy, chứ không phải là 12 tháng là cứ tính trước tháng sinh đâu nhá. Còn 6 tháng trước 6 tháng đóng bảo hiểm ấy thì luật quy định là đủ 6 tháng chứ không nói là 6 tháng liên tục ạ. Ví dụ tháng 1, tháng 2 năm 2023 có đóng bảo hiểm, tháng 4, tháng 5, tháng 6 không đóng. Đúng không ạ? Tháng 7, 8, 9, 10 lại đóng, hoặc là 11, 12 năm ngoái lại đóng. Cứ ngắt quãng cũng không sao, vẫn đủ điều kiện hưởng thôi ạ. Trường hợp thứ hai là trường hợp đặc biệt, tức là mình hiểu nôm na ấy là cái người lao động nữ mà mang thai nhưng mà thai yếu, bác sĩ hay là cơ sở y tế chỉ định là thôi phải nghỉ đi, không đi làm nữa, ở nhà dưỡng thai đi. Thì lúc đấy chúng ta chỉ cần đủ 3 tháng thôi, chứ không nhất thiết là phải 6 tháng ạ. Tối thiểu 3 tháng là đủ điều kiện nhé. Cái mức hưởng ấy thì nó chính là tháng nào nghỉ thì chúng ta sẽ được hưởng lương của tháng đấy, là cái chế độ lớn nhất. Còn chế độ thứ hai là trợ cấp một lần thì là được 2 tháng lương cơ sở. Cái này thì chắc là ai cũng nắm được rồi, nhưng thôi lướt qua thôi. Còn đối với nam ấy thì nam thì chúng ta hiểu là sẽ được trợ cấp khi mà vợ sinh con. Thì trong quá trình mà vợ sinh con thì chúng ta sẽ nghỉ 5 ngày, 7 ngày hay là mấy ngày đấy, tùy vào sinh thường, sinh mổ, một con hay sinh hai con, đúng không ạ? Thì mình cứ lấy số ngày nghỉ đấy thôi, nhân với lại cái số tiền lương mà mình đóng bảo hiểm xã hội đấy. Hiểu nôm na là chúng ta nghỉ và không bị trừ lương. Thế thôi ạ. Còn tất nhiên là một số doanh nghiệp thì nếu mà có hai chế độ hợp đồng như vừa nãy tôi phân tích ấy, thật ra là nghỉ vẫn sẽ mất lương. Bởi vì cái mức 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 tiền mà chúng ta được hưởng trong quá trình vợ sinh con ấy nó thấp so với mức lương thực tế 40-50 triệu, đúng không? Còn lương đóng bảo hiểm có 4-5 triệu thôi thì chắc chắn là nghỉ cũng bị ảnh hưởng thu nhập. Trừ những doanh nghiệp mà có chế độ khác bù đắp vào. Đấy, còn tại sao không bù đắp luôn ở bảo hiểm thì nó là cái câu chuyện có thể là bản thân kinh doanh hay như nào đấy. Đóng bảo hiểm cao quá thì nó không bằng cái câu chuyện là bù đắp sau, ví dụ thế. Đây, nam thì chúng ta sẽ được tính theo cái công thức như này. 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày. Tùy thuộc vào sinh thường, sinh mổ, sinh đôi, sinh ba. Đấy, rồi sinh đôi, sinh ba thì lại phân ra là cũng sinh thường hay sinh mổ tiếp. Và cái chế độ này của nam là cũng có điều kiện nhá.
Nam cũng phải đóng bảo hiểm xã hội đủ như này như kia các thứ đấy. Tiếp theo là chế độ tai nạn lao động ạ. Tai nạn lao động là một cái chế độ mà chúng ta có thể hiểu là nó là một chế độ lớn hơn chế độ ốm đau. Tức là trong quá trình lao động không phải ốm đau bình thường mà chúng ta bị xảy ra một cái tai nạn gì đấy. Và tai nạn này thì lại phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. À, chính xác ấy, thì là chúng ta đáp ứng đủ 2 điều kiện nhưng mà có một điều kiện là có 3 trường hợp. Điều kiện thứ nhất đấy là chúng ta khi người lao động mà bị lao động bị tai nạn ấy thì sẽ phải đi giám định và cái mức suy giảm khả năng lao động từ cái kết quả giám định đấy phải từ 5% trở lên. Còn dưới 5% thì lúc đấy là sẽ quy về ốm đau như vừa nãy tôi đã phân tích ấy. Điều kiện thứ hai là cái tai nạn đấy nó phải xuất phát thuộc một trong các trường hợp. Thứ nhất là tại cái nơi làm việc, tại công ty hoặc tại công trường các thứ. Tóm lại là đang trong cái quá trình làm việc cho công ty và phải trong cái giờ làm việc đấy. Thì trường hợp này nó là dễ rồi. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc tôi không chối đi đâu được cả. Tôi đang làm việc cho công ty nên tôi phải được hưởng. Thứ hai là ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc nhưng cái nơi làm việc, cái giờ làm việc đấy phải có các cái điều kiện kèm theo. Ví dụ như nếu mà ngoài giờ làm việc thì các ông đang đi đâu? Có phục vụ cho công việc hay không? Đúng không ạ? Cái nơi làm việc đấy là nơi làm việc theo chỉ định của người sử dụng lao động hay sao? Đấy, tất nhiên là nơi làm việc và giờ làm việc này thì người ta căn cứ vào hợp đồng lao động nữa. Thứ ba là trên tuyến đường từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại, tức là chúng ta đi làm hoặc là chúng ta đi làm về. Trên đường đến cơ quan hoặc từ cơ quan về đến công trường hoặc là từ công trường về. Thì kể cả những trường hợp này, nhà làm luật vẫn quy định là chúng ta sẽ được hưởng bình thường chứ không phải nhất nhất là cứ ở công ty ngồi và bị tai nạn thì mới được nhé. Cái mức hưởng của tai nạn lao động ấy, cái này là cái mà tôi nhận được nhiều phàn nàn của doanh nghiệp nhất là thấy hơi bất công là công ty vẫn phải chi trả rất là nhiều chế độ quyền lợi. Mặc dù là nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả khá là nhiều rồi. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu ở đây là cái câu chuyện là tình thôi. Khi mà người lao động mà làm việc cho người sử dụng lao động thì cái trách nhiệm quản lý đảm bảo an toàn là của người sử dụng lao động, cho nên khi mà người lao động mà gặp phải tai nạn thì vẫn phải được chi trả bình thường cả hai phía. Và thật ra cái việc chi trả đấy cũng làm sao bù đắp được, đúng không ạ? Thế nên là bù đắp được phần nào thì hai phần đấy, vì cái tình là chủ yếu. Thế thì người sử dụng lao động ấy phải chi trả cái lớn nhất mà mọi người có thể thấy ấy, đấy tiền lương. Tiền lương của tất cả cái quá trình đấy từ khi mà bị tai nạn cho đến khi phục hồi. Đủ lương, kể cả một năm hay là bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn phải trả đủ lương. Thứ hai là những cái chi phí y tế mà người lao động đấy phải chi trả cho quá trình mà điều trị. Kể cả là khi sơ cứu rồi cấp cứu rồi phục hồi sau này đều thuộc trách nhiệm chi trả của công ty, của người sử dụng lao động hết. Thứ ba là nếu mà cái tai nạn đấy không phải do lỗi của cái người lao động ấy thì người sử dụng lao động lại còn phải bồi thường nữa cơ. Tất nhiên là mức bồi thường này nó sẽ lớn. Còn nếu mà cái việc xảy ra tai nạn lao động đấy chính do lỗi của người lao động ấy thì lúc đấy người sử dụng lao động sẽ có một cái khoản gọi là khoản trợ cấp. Thực ra hai khoản này nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà dùng từ bồi thường là bởi vì có vẻ như là cái việc xảy ra tai nạn lao động ấy là thuộc cái trách nhiệm của quản lý của người sử dụng lao động nên dùng từ bồi thường. Còn khi mà do cái chính người lao động gây ra tai nạn đấy thì nhà làm luật dùng cái từ là trợ cấp thôi ạ. Thứ ba nữa là dĩ nhiên rồi, đấy là sau khi người lao động người ta bình phục thì có trách nhiệm phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe sau tai nạn. Cái này thì trong Bộ luật Lao động cũng đã có quy định một cái điều khoản riêng rồi. Đấy là có quyền thuyên chuyển cái công tác để phù hợp với lại tình hình của người lao động và khi mà gặp tai nạn lao động chẳng hạn. Còn bên nhà nước, bên quỹ tai nạn lao động ấy thì cũng có những cái chế độ quyền lợi riêng mà người lao động sẽ được hưởng. Thứ nhất là trợ cấp một lần. Nếu mà cái tai nạn đấy gây ra cái suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30%. Còn nếu mà cái tai nạn nó quá lớn thì lại giống như cái câu chuyện vừa nãy là sẽ có cái chế độ lớn hơn. Khi ốm đau ấy
thì giống với cái tai nạn này. Nếu mà tai nạn từ 31% cái mức suy giảm khả năng lao động trở lên ấy, thì sẽ được trợ cấp hàng tháng luôn. Đấy thì đấy là cái sự cân nhắc của nhà làm luật, tính toán để làm sao cho nó hài hòa thôi. Tiếp nữa là tiền mua các cái phương tiện trợ giúp sinh hoạt, sử dụng cụ chỉnh hình. Chỉnh hình thì cái đấy cũng dễ hiểu rồi. Cái phương tiện trợ giúp sinh hoạt ví dụ như xe lăn hay là điển hình nhất đúng không? Hay là các cái phương tiện khác như là nạng chẳng hạn. Nữa là trợ cấp phục vụ. Rồi nữa là nếu mà chẳng may mà cái tai nạn đấy mà mất đấy, khiến người lao động mất luôn đấy, thì là sẽ có trợ cấp một lần. Rồi tiền dưỡng sức, tiền phục hồi sau điều trị là 30% mức lương cơ sở. Rồi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động nữa. Đây là các cái chế độ quyền lợi, cái mức hưởng mà do nhà nước, mình hiểu nôm na là thế, nhà nước người ta sẽ chi trả. Rồi cái tai nạn lao động thì nó cũng giống giống một cái chế độ nữa là cái chỗ đấy bệnh nghề nghiệp. Thì đối với tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì tôi xếp chung ấy, bởi vì nó có vẻ đều liên quan trong quá trình mà người lao động người ta làm việc với nhau. Thì vì như thế cho nên là pháp luật, nhà làm luật người ta quy định rồi. Cái đối tượng tham gia đối với chế độ bảo hiểm này cũng chỉ là bên phía công ty, bên phía người sử dụng lao động thôi ạ. Thì cái điều kiện, cái đối tượng mà hưởng ấy, một là phải nằm, phải phải mắc cái bệnh đấy, mà cái bệnh đấy nó phải thuộc cái danh mục bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại. Và thứ hai cũng tương tự như tai nạn lao động, đấy là phải suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên khi mà mắc cái bệnh đấy. Rồi, tôi xin đi đến chế độ tiếp theo là chế độ trợ cấp thất nghiệp ạ. Trợ cấp thất nghiệp thì để có được cái chế độ trợ cấp thất nghiệp thì chúng ta sẽ phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp thì khác với tất cả những cái chế độ mà vừa nãy giờ tôi trình bày nhé. Bảo hiểm thất nghiệp là thuộc phạm vi điều chỉnh của luật việc làm. Còn ba chế độ vừa nãy, ba bốn chế độ vừa nãy tôi trình bày ấy, thì là thuộc phạm vi điều chỉnh của luật bảo hiểm xã hội. Thì đối với bảo hiểm thất nghiệp ấy, thì cứ có quan hệ lao động là chúng ta sẽ phải đóng thôi, cả hai phía, người lao động và người sử dụng lao động. Thì điều kiện để mà hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thứ nhất ấy, là người này phải thất nghiệp cái đã, đúng không ạ? Thì cái biểu hiện của việc thất nghiệp ấy, đấy là chấm dứt hợp đồng lao động đấy, hoặc là hợp đồng làm việc. Thì cái chứng minh cái việc hợp đồng lao động đã chấm dứt ấy, thì chúng ta có một số cái văn bản, ví dụ một cái hợp đồng lao động trên đấy ghi rõ ngày bắt đầu, ngày chấm dứt, ví dụ đấy là một cái quyết định đồng ý cho người lao động nghỉ việc, đúng không ạ? Hoặc các văn bản khác mà có cái nội dung tương tự thì cũng sẽ có giá trị tương đương thôi. Điều kiện thứ hai là đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi cái người này nghỉ việc, thì nó cũng giống như cái câu chuyện vừa nãy thôi, câu chuyện của bảo hiểm thai sản ấy, thì cũng còn phải có một cái quãng thời gian liền kề đóng bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Thì ở đây cũng như vậy, bảo hiểm thất nghiệp cũng phải đóng được ít nhất 12 tháng trong vòng 24 tháng tính từ thời điểm thất nghiệp trở về trước. Tiếp nữa là chúng ta sẽ phải nộp hồ sơ trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng kể từ cái ngày mà thất nghiệp ấy. Tại sao lại có cái mốc này? Hỏi đơn giản hơn là tại sao lại khống chế? Thì cái này thì tất nhiên trong luật không quy định, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là người ta khống chế là bởi vì thất nghiệp thì phải đi mà tìm việc làm đi. Còn nếu mà cứ ngồi đấy lười biếng không đi tìm việc thì không thể nhà nước cứ nuôi mình được. Nếu mà 3 tháng mà vẫn chưa tìm được việc, đúng không ạ? Thì lúc đấy là sẽ được hưởng. Còn nếu mà các ông cứ 4 5 tháng vẫn không tìm được việc hay là chưa đi tìm việc thì sẽ không được hưởng nữa, mà sẽ bảo lưu lại. Đấy. Và tất nhiên là điều kiện đi kèm ấy là khi mà chúng ta nộp hồ sơ trong vòng 3 tháng đấy và sau 15 ngày vẫn chưa có việc thì mới được hưởng. Chứ còn nếu mà quý vị nào mà thấy người lao động bảo là nghỉ việc xong rồi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp làm luôn cho tôi, nếu không hết 3 tháng ấy thì chắc là chúng ta cũng nên tạo điều kiện thôi. Bởi vì cái quá trình nộp hồ sơ trên kia ấy là cũng mất khá là nhiều thời gian đấy ạ. Đặc biệt những cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế như là đợt Covid chẳng hạn, đúng không?
nộp hồ sơ chen nhau nộp, người sử dụng lao động thì mãi vẫn không chốt sổ được, vẫn không có các cái văn bản để làm thành phần hồ sơ đi nộp bảo hiểm được. Cái mức hưởng của trợ cấp thất nghiệp thì là bằng 60% của cái bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Bình quân này là bình quân thật nhé, không phải nhân hệ số gì cả. Cứ lấy 6 tháng liền kề trước khi mà người ta nghỉ việc ấy, được bao nhiêu thì lại được hưởng bấy nhiêu thôi. Lấy 60% nhân với lại ví dụ 10 triệu chẳng hạn, nếu mà 6 tháng đây đều là lương 10 triệu. Cái trợ cấp thất nghiệp là một cái chế độ nhỏ trong cái bảo hiểm thất nghiệp mang lại thôi. Ngoài ra chúng ta còn có cái hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm từ trung tâm dịch vụ việc làm đúng không? Hỗ trợ học nghề, đào tạo nghề để duy trì cái việc làm đấy nữa. Đây là những cái chế độ quyền lợi mình có thể hiểu là vô hình. Còn cái trợ cấp mức 60% kia là hữu hình, là tiền. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là bảo hiểm y tế. Thì thật ra bảo hiểm y tế thì cái này là một cái chế độ mà rõ với mọi đối tượng, cả người lao động hay là người không ký hợp đồng lao động ở ngoài cũng đều có thể tham gia cả, chứ không phải riêng mỗi bảo hiểm trong doanh nghiệp đâu. Nhưng mà trong doanh nghiệp thì cái trách nhiệm này thì là phải tham gia chắc chắn rồi, còn ở ngoài thì người dân có tiền thì tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, hoặc là đủ điều kiện thì tham gia bảo hiểm y tế theo các cái đối tượng khác, ví dụ như là hộ nghèo hay là cận nghèo hay là người có công có thứ, đúng không ạ? Cái mức hưởng khi đúng tuyến này thì tùy theo từng đối tượng. Ví dụ như là nếu mà nói bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp thì là 85% là mặt bằng chung là như vậy. Còn nếu trái tuyến thì bây giờ từ năm 2021 trở đi ấy, thì người ta đã phân rồi, cứ tuyến huyện trở xuống ấy, đi khám bệnh, đi chữa bệnh thì chắc chắn được 100%. Không cần phải khám bệnh chữa bệnh thì được 100%, không cần phải giấy chuyển gì cả. Còn nếu mà tuyến tỉnh ấy, thì đi chữa bệnh nội trú ấy, thì được 100%, không cần phải xin giấy chuyển tuyến. Còn nếu lên tuyến trung ương mà không có giấy chuyển tuyến thì chỉ được 40% cái chi phí điều trị nội trú thôi ạ. Ở đây có một cái câu chuyện nữa là như thế nào là đúng tuyến, như thế nào là trái tuyến ấy. Thì cái này chúng ta phải kiểm tra cái bệnh viện mà nơi người lao động sẽ khám, sẽ điều trị, chứ không phải là nơi mà đăng ký nhé. Ví dụ vào bệnh viện 108 hay là bệnh viện Bạch Mai thì mặc định đó là bệnh viện tuyến trung ương rồi, chắc chắn phải có giấy chuyển. Còn nếu ví dụ vào bệnh viện Bảo Sơn chẳng hạn thì cái đấy chúng ta không cần giấy chuyển. Rồi. Thì trên đây là phần trình bày của tôi liên quan đến phần 1 ạ. Phần 1 là các chế độ bảo hiểm chính trong doanh nghiệp. Thì tôi khái quát về mặt lý thuyết vậy, còn những cái câu hỏi liên quan thì chờ quý vị khán giả tí nữa gửi thì tôi sẽ khái quát tiếp, à tôi sẽ trao đổi và giải đáp tiếp ạ. Rồi xin mời ban tổ chức ạ. Dạ vâng, thì cảm ơn phần chia sẻ vô cùng hữu ích của luật sư Hoàng Tuấn Vũ. Thì hiện tại là ban tổ chức đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của anh chị. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng anh Vũ giải đáp ở phần cuối chương trình. Thì như các anh chị đã biết thì kế toán có rất nhiều các đầu mục công việc như là tính toán và đóng bảo hiểm xã hội, kiểm tra đối chiếu các khoản đóng hay lập và nộp các báo cáo bảo hiểm xã hội. Thì khi làm việc liên quan đến bảo hiểm xã hội thì các kế toán phải đối mặt với một số rủi ro về tính chính xác, đúng hạn, bằng thông tin hay là việc thay đổi quy định. Thì nếu không may có sai sót thì sẽ bị phạt rất là nặng. Thì để giảm thiểu gánh nặng công việc cũng như rủi ro cho kế toán thì Facebook đã cho ra mắt giải pháp phần mềm kế toán hiệu quả. Và ngay sau đây em xin mời phần trình bày của anh Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc kinh doanh phần mềm kế toán Facebook sẽ chia sẻ cho anh chị. Lưu ý là các anh chị đừng vội rời màn hình vì anh Vũ sẽ quay trở lại ngay sau phần chia sẻ của anh Thành thôi ạ. Vâng, cảm ơn.